Chào các bạn, Mai Quy xin chào các bạn. Hôm nay là mình xin giới thiệu các bạn, đây là những cây cẩm cù của tại vườn mình. Thì cẩm cù hiện tại ở vườn mình bán rất là nhiều loại, thì có thể là khoảng 30 loại hơn đấy bạn. Thì hiện tại vườn mình có một số giống. Thì đây là cái cây mà mình đã trồng gần 10 năm nay rồi. Nó khá là to lắm, lá rất là to. Còn đây là, đó là cây này là cây gừng xanh, cẩm cù gừng xanh, bông màu trắng. Và một số cây, ví dụ như cây này là cây tên lửa, bông của nó giống như cái mũi tên đó bạn. Nhưng mà trước khi vô một số cây này, mình xin giới thiệu các bạn cái cây này là thế nào nữa. Thì cái cây cẩm cù này, đây là một cây rất là được những người chơi lan mà sưu tầm ưa chuộng. Cây của nó có dạng thân lá như vậy, giống như dây leo các bạn ha, giống như dây leo. Và hoa của nó là có chùm, một chùm rủ xuống giống như cái lồng đèn. Thì ở đầu video mình có đưa vào một số cái hình cho các bạn xem đấy. Thì nó có nhiều hình dạng nhưng mà đa số là nó chùm giống như cái lồng đèn rủ xuống. Và một số cây nó phát triển theo lùm như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều cây mảnh nhỏ chúng ta có thể cho nó buông rủ xuống, thòng xuống các bạn ha. Bây giờ nó thòng xuống thì nó cũng tạo ra một cái cảnh, một cái chậu kiển cũng rất là đẹp. Đây là một cây la của, không phải là họ lan, nhưng mà nó là cây dòng Hoya, tên nó là khoa học của nó là Hoya. Thì cây này cũng được nhiều người chơi lan ưa chuộng, cũng được giống như ship chung cái giới chơi lan vậy đó. Tại vì cây này chúng ta có thể trồng tất cả những cái chất trồng của lan, cây này đều chịu hết. Những cái chất trồng nhuyễn các bạn, than, nhuyễn, dớn, sơ dừa, vỏ thông đều là trồng được hết, giống như lan vậy đó. Nên người chơi lan cũng chơi chung với cây này luôn là chuyện bình thường. Thì chúng ta có nhiều cây lan rất là đặc sắc. Để chúng ta thấy lá như là cái lá sồi đó, cây này. Để coi cây này là, tên của nó là Archibodivore. Rồi có một số cây Archibodivore gì đó, nói chung là có tên khoa học rất là khó đọc. Ví dụ như cây là cây Beauty, bông của nó có lông, bông của nó lông. Những cây Lupi, ba ra hồng, màu hồng. Rồi Alongata. Và một số cây về bông màu trắng. Ví dụ như cây là bông trắng tinh mà cánh dày sữa. Đây, trắng Orimico, Oramicola. Đây là cây này. Các bạn thấy bộ lá nó rất là đặc biệt, lá nó dày, thật là dày, và nó có lá, một bộ lá nó nổi màu trắng rất là đặc trưng của nó. Giờ chúng ta thấy có cây này cũng vậy, bộ lá rất là to, mình giờ nó ở dưới nó cũng như có lớp nhung các bạn. Nó dùng như cây này, cái lá như cái lá gấm các bạn, gờ vô như nhung gấm các bạn, gờ vô những cái nhung gì đó vậy. Tóm lại là mình thấy là rất là nhiều cây cẩm cù rất là lạ. Hoa của nó thì có cây hoa to bằng quả trứng gà, và to cỡ ngón cái, rồi ngón út, rồi nhiều lúc như cỡ đầu đũa, thì chụm lại thành một cái lồng đen. Thì thường là cũng cỡ tầm 4-5 cm một chùm nha, 4-5 cm. Và có những chùm to hơn 5-6 cm, và có những chùm là 10 cm. Ví dụ như cây khủng long, đây là cây cẩm cù khủng long, bông màu đỏ, một bông của nó là một cái bằng một cái trứng gà, và nó có khoảng 5-6 bông các bạn, tức là nó một chùm nó to như vậy chứ không phải là nó nhỏ như là những cái chọn chùm khác. Thì đây là cái cẩm cù mình muốn giới thiệu các bạn chơi, thì nó cũng khá là dễ chịu, trồng bằng chất trồng của lan và qua ánh nắng, ánh sáng bình thường, tưới nước bình thường. Và có một số thuộc tính thì mình cũng cho bạn biết luôn, là cây này khi chúng ta trồng chậu mà nó rễ nhiều rồi, chúng ta phải tăng cường cái chất trồng bằng dớn vô, dớn mềm, để nó giữ nước và cây không bị suy. Và nếu không thì chúng ta phải vô chậu to hơn đó. Chứ không thôi là như đây là mình đã trồng cái chậu to hơn, thôi là cây sẽ bị suy yếu.